lớp tới trường. Nơi ấy có tình thương, bạn bè thầy cô giáo. Nơi ấy vui sao mà vui thế. Từ khắp những nẻo đường về đây dưới mái trường, bài học bài làm cùng giành lấy những điểm cao. Bài hát vừa rồi mà tôi vừa hát ấy, thì bài hát này chúng tôi hát suốt cái thời thơ ấu, liên hoan văn nghệ, những cái dịp trung thu đó. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng gửi cho các cháu thỏa lòng nhớ mong. Kính thưa quý vị, tôi tên là Nguyễn Việt Hoàng, 59 tuổi. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phật tử Nguyễn Thị Thái, pháp danh là Diệu Bình, sinh năm 1960. Năm nay tôi cũng vừa tròn 60 tuổi. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Trần Linh Trang, năm nay mình 24 tuổi. Mình đến từ Lạng Sơn ạ. Tết Trung thu của tôi là những ngày chiến tranh, khoảng năm 71-72. Cơ quan của mẹ tôi là trường Nguyễn Ái Quốc năm, đi sơ tán nhiều nơi trên đất Bắc. Tôi nhớ nhất là đi sơ tán tại chùa Ông Sấm, cách phố nối Hưng Yên khoảng vài km. Thời chúng tôi thường hát hò như bài hát mà quý vị vừa nghe đấy. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, cuộc sống phải nói là vô cùng nghèo nàn và thiếu thốn. Đầu tiên thì có cái đội văn nghệ, có đội văn nghệ của cơ quan thì các cháu cũng rước đèn ông sao. Sau đó thì bắt đầu cả lũ chạy nhảy tung tăng ở trên sân hợp tác xã, chui qua những cái ống tròn tròn to to, nó làm như kiểu tên lửa đấy, chiến tranh mà. Đã có một lần tôi được các anh chị đoàn thanh niên đã tổ chức cho nhi đồng chúng tôi dự một cái khóa Tết Trung thu ở sân đình. Tết Trung thu đó cũng có bòng, có chuối, có ổi và thậm chí mỗi đứa chúng tôi còn được chia hai chiếc kẹo nhỏ nhỏ nữa. Kỷ niệm về Trung thu về ngày bé thì chắc là cái lúc mà khi mà mọi người bận bộn công việc, nhưng mà ngày Trung thu thì tất cả các thành viên ở trong các gia đình ở gần cái khu xóm mình ở thì đều tụ lại một chỗ và là mọi người tổ chức bày các cái mâm ngũ quả này, bày bánh Trung thu và cùng nhau hát những cái ca khúc về Trung thu và cùng chụp ảnh với nhau và cùng đi rước đèn quanh cái khu xung quanh nhà mình ở và hát lên những ca khúc về Trung thu rồi ánh trăng, mình thấy rất là nhớ. Thế rồi đặc biệt nữa đó là chúng tôi được thành lập đội nhi đồng và được hát bài Em rất yêu đội nhi đồng, rồi là tất cả cùng tập múa, tập hát. Sau đó thì chúng tôi lại còn chơi đuổi bắt, trốn tìm, rồi là rồng rắn lên mây, rồi sau nữa là trăng lên thì chúng tôi lại ngắm trăng và phá cỗ Trung thu, rồi hò hát đến tận đêm khuya quên cả đường về. Tất cả đã nhòe đi theo năm tháng, nhưng ký ức của những đêm Trung thu đó còn mãi. Một cái Tết Trung thu tôi nghĩ rằng là rất là bình dị, có thể nói là nghèo khó nhưng ấm áp tình cảm, khó quên. Con tên là Vũ Gia Đạt, con đến từ Uông Bí, năm nay con 8 tuổi, con học trường tiểu học Phương Đông B. Ngày Tết Trung thu nghĩa là ngày Tết của thiếu nhi ạ. Mỗi năm Trung thu thì bố mẹ hay mua cho con đèn lồng với cả bánh Trung thu ạ. Con được xem múa kỳ lân, được phá cỗ, được tặng quà và lại được ăn bánh Trung thu ạ. Con thích nhất là đi chơi với các bạn, bởi vì đi chơi cùng các bạn thì có rất là nhiều trò chơi
Chơi, ví dụ con hay chơi trò bịt mắt bắt dê ạ. Nhắm mắt trốn tìm ạ. Khi mà mình lớn lên thì trung thu đối với mình thì nó có ý nghĩa là ngày Tết đoàn viên, là ngày sum họp của gia đình. Mình cũng vì là tính chất công việc của bố mẹ là hay đi làm, và thường thì bố mình cũng không có mấy khi hay ở nhà, thì chỉ có mấy mẹ con thôi. Thì những cái ngày trung thu đối với mình là những cái ngày mà để có thể gia đình có thể gắn kết với nhau, cùng nhau ăn những bữa cơm, cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn trong công việc với nhau. Trung thu năm ngoái con được dự trung thu ở chùa Ba Vàng ạ. Năm ngoái con được sư phụ tặng cho một cái hộp để bút. Con vẫn còn giữ hộp bút đấy, vâng. Con vẫn còn rất yêu thích nó. Trung thu ở trên chùa thì đông ơi là đông, rất là có nhiều bạn nhỏ. Và con nhớ năm ngoái là con được sư phụ tặng quà, ngay cả sao đầu ạ. Con được sư phụ sao đầu thì con rất là vui. Với một thời kỳ thì có một cái kỷ niệm riêng, nhưng có lẽ động lại về cái tuổi già thì tôi nghĩ là chúng tôi vui với cái niềm vui được tổ chức theo các Phật tử ở chùa Ba Vàng, thì đó là cái Tết mà có ý nghĩa sâu lắng hơn cả. Bởi chúng tôi làm tổ chức là Tết Trung Thu của chúng tôi là đầy trái thơm và quả ngọt. Và đặc biệt nữa là Tết Trung Thu chỉ có ở Ba Vàng, đó là có pháp của sư phụ. Tất cả chúng tôi, Phật tử ở mọi miền quy tụ về đây đều là con một nhà, đều là con của sư phụ trong mái nhà của Như Lai. Từ khi biết đến Đạo Phật và nhờ những lời giảng dạy của sư phụ Thích Trúc Thái Minh, thì mình thấy rằng ngày Tết Trung Thu không chỉ là cái ngày mà tất cả mọi người đi vui vẻ, vui chơi ở ngoài, mà còn là ngày mà các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau, là ngày mà con cháu nhớ đến ông bà và tổ tiên. Và thêm nữa còn là ngày mà mình nhận ra được cái mặt trăng chân tâm của mình, và mình cần phải cố gắng hơn nữa để học tu học Phật Pháp tốt hơn, để làm tròn cái mặt trăng chân tâm của mình hơn nữa. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh còn dạy chúng tôi, trong mỗi các con đều có mặt trăng chân tâm. Các con hãy tu tập để làm bừng sáng lên mặt trăng chân tâm của mỗi người. Tri ân sư phụ, chúng con hứa sẽ nguyện ngày ngày tu tập mài giũa tâm mình để làm bừng lên mặt trăng chân tâm trong mỗi Phật tử chúng con. Dịp Tết Trung Thu 2020, Diệu Bình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các gia đình Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng và các Phật tử đang theo dõi chương trình đón Tết Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Chúc các cháu sẽ học nhiều, thật giỏi, thật là như là bài hát của tôi vừa hát ấy, để bước tới trường nơi ấy có tình thương, bạn bè, thầy cô giáo, nơi ấy vui sao mà vui thế. Và xin cảm ơn và chúc mọi người thật hạnh phúc. Nhân dịp Tết Trung Thu, mình xin chúc tất cả mọi người bình an, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Con xin chúc ông bà và bố mẹ và mọi người có đầy niềm vui và mạnh khỏe, hạnh phúc. Con chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và ngoan ngoãn
luôn là một người con ngoan ạ. Con xin chào tất cả mọi người. Con xin chào tất cả mọi người ạ.